Để thực hiện mục tiêu sẽ trở thành đô thị loại 4 vào trước năm 2020, tiến tới tái lập thị xã Tiên Yên, huyện Tiên Yên đã đầu tư nhiều dự án công trình trọng điểm, trong đó có dự án xây dựng tuyến đường phố Long Thành, thị trấn Tiên Yên. Tuyến đường phố Long Thành có chiều dài 2,7 km, điểm đầu tuyến nối với phố Thống Nhất, điểm cuối đấu vào cầu Yên Than thuộc địa phận xã Yên Than. Theo thiết kế, mặt đường có bề rộng trung bình 5,5 m, kinh phí khoảng gần 20 tỷ đồng. Ngay khi có chủ trương về xây dựng tuyến đường, người dân khu phố Long Thành đã đồng thuận hưởng ứng, tham gia hiến đất, tài sản trên đất, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai dự án. Ba mươi mấy năm rồi, đường xá đi lại rất là khó khăn, và còn có hai bên bờ đường lụt lội nữa. Bây giờ nhà nước quan tâm, huyện và tỉnh quan tâm đến phố Long Thành này làm con đường, chúng tôi rất phấn khởi, tôi rất là mừng. Nhà tôi chẳng hạn hiến nhà này, hiến hai cái nhà này, hiến đất này, rồi cây cối, đấy, hiến hết. Thế bây giờ được cái đường nó đẹp rồi, cho toàn bộ khu phố đi lại thoải mái. Sau gần 4 tháng triển khai thi công, đến nay các hạng mục tôn tạo nền đường, hệ thống cống rãnh thoát nước đã được hoàn thành. 1,7 km đường đã được bê tông hóa. Dự kiến công trình sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017 theo đúng kế hoạch.